Cụ đi. Trời ơi. Gì đó. Mà chia răng. Cho con bé kia hai lần rồi, giờ còn lần nữa. Hình có Zalo cho em thấy rồi. Xong cái là hết pin. Sáng trừ làm ghê quá mà, chụp hình kinh quá mà, chụp bức trái máy luôn. Trời ơi, rung tim luôn đó chị. Cái chê đó. Nhưng mà cái tiếng gì rung, nó nổ gì vậy to. Mà kêu là 12 giờ hơn. Ta kêu ai qua đắp mặt mà quay mắt. Trời. Ta não vậy sợ luôn á, chết cha chưa. Đang làm là mọi người phải đứng bên cạnh để chuẩn bị tinh thần chứ không phải hỏi đâu. Do thói quen rồi kìa. Chết cha. Không có một mạnh viên quá. Viên đang làm cho khách mà. Mạnh viên mà mặt đã chắc cũng phải mùa xuân. Hắn cũng không cần thèm nhìn qua bên đây đâu. Cơ hội để nhìn gì đâu. Bà cứ kêu em à, cái mẫu chị đi hả? Em kêu bà làm được bên chị 8 rồi bà. Bà Duyên. Ủa, làm miếng mà. Không, đừng không kiếm nữa. Bà lấy bà. Nói chuyện với bà mệt lắm. Rồi bà hay cãi lắm á. Trùm cãi đó. À, khi tối bà hỏi em cái tiêu khuẩn đó, em kêu là miếng độc quyền của chị Loan. Đang kêu không, em cứ yên tâm để đó chị nói với chị Loan. Chị Loan kêu là bảo không giống cái gì, không giống cái chi mà em cười á. Cứ đóng luôn đi. Em kêu thuốc không phải, tự nhiên mà mua được các kìa. Đi học đi đồ được các thứ, người ta mới để đó. Rồi thôi, ta cứ với chị là không giống nghề rồi em yên tâm. Để mai chị đi kêu chị Loan. Ôi trời ơi. Nghề chứ, thuốc thì thuốc điều trị đâu, còn cái này là khác. Cái này là... Nhưng mà cái này á là ý là không có ai, chị không có dạy lại cho ai hết. Vì cái này là giá nó cao lắm, không ai lấy được đâu. Đau quá em. Chung trừ mà đau đi xí nữa, đau nữa. Xí dưới má nó đau chết luôn á. Cái nếu mà không làm là sao em biết không? Cái này mà không làm là kinh khủng nhất trên đời luôn. Không làm là một sai lầm lớn luôn. Đã để đến mức độ nữa là chị thấy đã kinh khủng rồi. Mà cái không làm nữa là thôi. Thì nó là một sai lầm luôn. Không làm. Sao nó ghê lắm, họ tử luôn cái vùng đó luôn. Cái là cũng ghê lắm. Vừa hôm trước có người bị gì tương tự như đây nè. Họ tử trơn. Qua là phải đi hắn chính nháy thịt ở đó luôn mà. Nói chung á, kinh khủng á. Này cũng kinh khủng nhưng không bằng, không kinh khủng bằng. Cái thằng cô nó bị để họ tử trơn. Sợ nó bắn. Chứ quay mụn viêm luôn nghe hả? Quay cho ra mụn viêm cho nó. Mụn viêm không quay riêng lại. À, quay viêm không được. Nó mới thì lê. Chị lặng kiểu của chị. Không có gì đâu. Mà
tí nó quay chung vô luôn hay quay riêng? Chị chưa biết rồi. Sợ xuống như này chịu không nổi rồi quay. Chờ mới nặng thôi là đang quay 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 rồi đó. Ừ. Không nặng được không thì hoa câu đơn đứng hình luôn. Bụng này mà không nặng là tiêu luôn. Chưa tìm ra luôn à. Nó đi dành xuống lại với mày đi à. Trời ơi. Chị ơi, Sam thì bây giờ nhỏ cái cuốn lá kia giờ sao rồi? Để mình làm ra nghe thằng cái nhậu. Em biết anh là thằng ba này.
Ê, rung hơn. Lùa cho em bớt nhỏ không vậy? Chứ giờ sao giờ có một ngày không lấy à? Đỡ nhiều rồi mà, mặt đỡ nhiều rồi mà. Đây lần ba đúng không à? Kinh quá vậy. Tròn như con mụn. Chữ lớp 2 đó nghe. Mày biết chữ là mừng rồi. Đó nè. Không tới lớp 2 mình biết viết chữ thì vui. Không biết chữ nè. Không biết đọc lên. Là một thiệt thòi lớn luôn. Thà không biết chìm được, không biết chữ, không biết đọc là mệt. Đến giờ chờ vẫn có nhiều người như thế mà. Nhiều. Hồi xưa mẹ học cấp 2 nè. Chưa lên mặt em không biết nó đi hướng nào. Thì mô cũng bảo, tao lúc 2 cũng biết nhanh cái bài. Tứ học sang đi ra máy đè lên mà nặng mà không đẹp rồi đó chứ trời ơi, hầu mới qua kinh khủng lần đầu nặng mấy tiếng đó 2 tiếng rưỡi muốn đi lần ba mà không đỡ gì sợ. Trong nhiều khi em lộn đó. Em chắc cái là chị giật mình em. Đau quá. Cảm thấy mình làm ác á. Làm điều ác. Ngược lên lại ra đi. Ráng rồi nè. Đi mình nát tay. Rồi trước thì có đứa nào mình bóp cái chị cho này kính này. Gãy luôn kính.
tính mới mua. Cái này em chịu nổi rồi, thôi cho lên lại đây đi. Chị đi. Khách chờ chị ha, hay chờ ha. Trời, nó giả đâu trời. Chị lên gì có cửa nó không vậy không xuống này. Ok, giờ trên chị ông có ở đến ở đâu đó. Ông xuống rồi. Để em lên quá hàng kêu cho anh một xí hai gì để đi giao đồ. Cho anh ngủ à, ngủ mình phải xin phép nè. Để em cứ có em cho ngủ đó. Đến như vậy. Xử lý xong rồi đó. Ghê rứa. Mấy giây rứa. Anh này quay cho em xem làm được khách. Đường số 2, số đồ. Rồi em thở gì sợ. Mày cứ thở đi em, đừng có nín. Em ở đây chị vào xuống thở dễ sợ. Em được hai ngón rồi đó. Mụn nó bắn ghê lắm đó. Mấy mụn này nhẹ là chập nó mới đau. Nó mụn này không đau đâu. Chưa đau. Nhìn đầm chị xíu xíu nè, xíu xíu đang lá đang xíu. Trời trời. Em đừng ra chị gồng chị đè em nữa cũng đau hơn. Em cố gắng em nghiêng qua xíu, chị làm nhẹ thôi. Xíu là xíu luôn. Đang đau là sợ luôn, muốn về đi nữa. Đau như lần cuối.
rồi. Đã xí gì? Xí gì? Cái gì kìa, chú ơi rồi kìa. You had no idea. Look at that.